Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 7. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Sư đoàn 37 Quân khu 7. Tiểu đoàn vệ binh 180, Bộ Tham mưu Quân khu 7 hướng về Ngày hội Non sông. Đảng ủy Quân khu 7 sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng kiểm tra công tác chuẩn bị tập huấn quân sự năm 2021. Sau đây xin kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Trong chuyến công tác, tiếp xúc cử tri trình bày chương trình hành động của đại biểu Quốc hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 37 Quân khu 7. Vui mừng cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 gặp mặt cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 37, Tiểu đoàn 47, Bộ Tham mưu Quân khu, Tiểu đoàn 22, Lữ đoàn 26, Xưởng OX1, Cục Kỹ thuật Quân khu. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhà nước và nhân dân. Chủ tịch nước nhắc lại những chiến công của Sư đoàn 37 trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả tại Campuchia, đặc biệt là những hy sinh, mất mát của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn, góp phần giúp đỡ nhân dân Campuchia anh em thoát khỏi nạn diệt chủng. Bên cạnh đó, Sư đoàn 37 cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia xây dựng lực lượng dự bị động viên trên địa bàn quân khu, không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nề nếp, chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp, chủ động tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho bộ đội. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Sư đoàn 37 thực hiện tốt việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn. Đồng thời chủ động nắm, dự báo tình hình, đề cao cảnh giác, kịp thời tham mưu xử lý những tình huống phức tạp như kích động biểu tình, bạo loạn với số người đông. Cùng với đó, xây dựng sư đoàn vững mạnh về chính trị, tổ chức và đạo đức. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 7 Sư đoàn 37 tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Đông đảo cử tri mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng như các đại biểu Quốc hội quan tâm hơn nữa trong cơ chế chính sách xây dựng thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh, chú trọng xây dựng đời sống kinh tế vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng để đời sống người dân ngày càng cải thiện. Quân khu 7 tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử Quân khu, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử Quân khu báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong lực lượng vũ trang Quân khu. Các đại biểu tham dự hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề đặt ra trong công tác chuẩn bị bầu cử và những tình huống cần phải xử lý trong ngày bầu cử. Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó Chính ủy Quân khu yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương nắm chắc các văn bản của trên, đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ chiến sĩ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử, chú trọng bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử, thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19 trong quá trình bầu cử. Tuần qua, tại các đơn vị bầu cử trên địa bàn Quân khu 7, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 do lực lượng vũ trang đề cử có những buổi tiếp xúc cử tri để trình bày chương trình hành động và tiếp thu ý kiến đóng góp của cử tri. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu được Hội đồng Bầu cử Quốc gia giới thiệu ứng cử tại đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Bình Dương, đã có các cuộc tiếp xúc với các cử tri của thị xã Bến Cát và huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, nếu được sự tín nhiệm của các đại biểu bầu làm đại biểu Quốc hội, cá nhân Thượng tướng sẽ nỗ lực cao nhất để làm tròn sứ mệnh của một người đại biểu nhân dân.
làm tốt vai trò cầu nối giữa cử tri tỉnh Bình Dương với Quốc hội, Chính phủ, các ban bộ ngành trung ương và nhân dân cả nước trong việc giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của địa phương, phát huy thế mạnh của tỉnh nhà, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giờ tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đơn vị bầu cử số 9 gồm ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Thiếu tướng Dương Văn Thăng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương, ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cần Giờ thông qua tóm tắt tiểu sử từng ứng cử viên trình bày dự kiến chương trình hành động thực hiện khi trúng cử. Cử tri đánh giá cao chất lượng của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026 và chương trình hành động cụ thể của các ứng cử viên đã đề ra. Nhiều ý kiến của cử tri mong rằng các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động mà mình đã đề ra. Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm, Phó Tư lệnh Quân khu 7 là ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 tại đơn vị bầu cử số 8, quận 6 và huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chương trình hành động tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Văn Lẩm thể hiện quyết tâm trên cương vị công tác cùng tập thể Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang quân khu, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương, thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo và bảo đảm an sinh xã hội, luôn gương mẫu đi đầu trong phòng chống các cuộc hậu quả thiên tai dịch bệnh, thực hiện tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh cùng các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15 có buổi tiếp xúc cử tri ở đơn vị bầu cử số 7 quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Trình bày với cử tri dự kiến những việc sẽ thực hiện với trách nhiệm của người đại biểu, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, bản thân luôn tâm niệm mọi thắng lợi của đất nước đều dựa vào lòng dân và sức dân. Do vậy phải trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Mỗi việc làm của đại biểu Quốc hội phải vì nhân dân, phải dành nhiều thời gian đi thực tế để nắm bắt thực tiễn, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của người dân để phản ánh trung thực đến Quốc hội. Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến gần. Cùng với quân dân cả nước, các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 7 tích cực chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử theo đúng quy trình kế hoạch, đảm bảo dân chủ và đúng luật. Tại tiểu đoàn 180, mỗi cán bộ chiến sĩ đều ý thức được vinh dự và trách nhiệm của mình, hướng đến ngày bầu cử với tinh thần tập trung đảm bảo tốt cho ngày hội non sông. Để tham gia thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiểu đoàn 180 chủ động làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Trong đó, đơn vị tập trung quán triệt cho cán bộ chiến sĩ về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức tuyên truyền sinh động, dễ hiểu, dễ nhớ. Từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của từng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, nêu cao quyền và nghĩa vụ của người công dân về việc tham gia bầu cử. Đơn vị tổ chức quán triệt tuyên truyền đầy đủ các nội dung về cuộc bầu cử lần này thì nhận thức của cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã nâng lên ý thức trách nhiệm của từng người đối với việc lựa chọn những đại biểu để bầu vào đại biểu Quốc hội khóa 15 cũng như là đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để phát huy cái quyền làm chủ và nghĩa vụ của mình, của người công dân đối với Tổ quốc, qua đó góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử mà cấp trên giao cho, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi ngày bầu cử toàn quốc năm 2021. Ngày 23 tháng 5 năm 2021,
Đó là con số được các chiến sĩ cẩn thận ghi vào sổ để lưu nhớ ngày mình sẽ cùng đồng đội vinh dự được cầm lá phiếu trên tay tham dự ngày hội toàn dân. Tranh thủ sau thời gian học tập công tác cán bộ chiến sĩ đơn vị tìm hiểu đọc kỹ thông tin cá nhân của người ứng cử để sáng suốt lựa chọn những đại biểu có đức có tài đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào các công việc quan trọng của đất nước và địa phương. Qua các buổi tuyên truyền giáo dục và truyền đạt của chỉ huy đơn vị về tầm quan trọng của việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp. Đây là lần đầu tiên tôi được bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trong môi trường quân đội. Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được cầm lá phiếu trên tay để bầu cho người có đức có tài vào cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, giúp xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh và phát triển hơn. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ thường xuyên trực sẵn sàng chiến đấu, tiểu đoàn 180 giữ vai trò là đơn vị trong tổ bảo vệ ngày bầu cử. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu, xử lý các tình huống, bảo đảm an toàn an ninh trong quá trình diễn ra bầu cử. Trong thời gian qua, tiểu đoàn đã quán triệt nghiêm túc kế hoạch bảo vệ của cấp trên, tiến hành giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị và từng mục tiêu, từng người. Chúng tôi tổ chức luyện tập phương án sẵn sàng chiến đấu để sẵn sàng xử lý các tình huống khi có lệnh. Cũng như chúng tôi tổ chức lực lượng vệ binh canh gác, tăng cường công tác cảnh giác để nắm chắc tình hình. Ngoài ra chúng tôi cũng tổ chức lực lượng kiểm soát quân sự, tổ chức tuần tra trong và ngoài căn cứ đóng quân, bảo đảm an toàn tuyệt đối, phối hợp với công an và chính quyền địa phương để bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn trong những ngày diễn ra bầu cử Quốc hội. Với quyết tâm và nhận thức cao, tin tưởng các cử tri, lực lượng vũ trang quân khu không chỉ thể hiện bằng lá phiếu trách nhiệm mà còn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, góp phần để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội non sông. Đảng ủy quân khu 7 tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong đảng bộ lực lượng vũ trang quân khu. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu chủ trì hội nghị. Đảng bộ lực lượng vũ trang quân khu đã gắn kết chặt chẽ thực hiện chỉ thị 05 với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay, nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, và chỉ thị số 788, sau là chỉ thị 855 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động, phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, đã tạo nên nhiều dấu ấn đổi mới sáng tạo trong thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Toàn quân khu có 124 mô hình mới, cách làm sáng tạo hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều chủ trương, đề án mô hình mới, sáng tạo, sát đúng được triển khai thực hiện có tính chiến lược và ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, được đồng thuận ủng hộ cao của cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân, như xây dựng đường tuần tra biên giới, xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền, xây dựng khu dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, địa phương đơn vị tuyến sau hỗ trợ địa phương đơn vị tuyến trước, xây dựng lực lượng nòng cốt trong khu dân cư và công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, xây dựng trung đội dân quân thường trực khu công nghiệp, lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, xây dựng đại đội dân quân thường trực, luân phiên tập trung huấn luyện sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp. Từ những kết quả đạt được trong thực hiện chỉ thị 05, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ lực lượng vũ trang quân khu. Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy Chính ủy quân khu nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, là việc làm suốt đời. Toàn Đảng bộ lực lượng vũ trang quân khu tiếp tục vận dụng sáng tạo hiệu quả tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào từng hoạt động, từng nhiệm vụ cụ thể, sát với chức trách nhiệm vụ được giao. Tại Sư đoàn 5, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng quân khu, có buổi làm việc thống nhất nội dung công tác chuẩn bị tập huấn quân sự năm 2021.
Dự buổi làm việc có Thủ trưởng các cơ quan quân khu, Sư đoàn 5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh, các ngành liên quan của quân khu. Các cơ quan chuyên môn báo cáo công tác chuẩn bị đội chung thành phần đảm bảo nơi ăn ở cho các đồng chí chỉ chịu tập huấn, vật chất trang bị, lựa chọn giáo viên và luyện tập đội mẫu, kiểm tra thực địa thao trường, địa điểm tham quan, nơi an nghỉ của cán bộ tham gia tập huấn. Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu nhất trí với các ý kiến đề xuất của các cơ quan, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chủ động phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo tất cả các nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đảm bảo cho đợt tập huấn diễn ra nghiêm túc, hiệu quả cao nhất. Theo kế hoạch thời gian tập huấn được tổ chức từ ngày 24 đến 27 tháng 5, thành phần triệu tập từ đồng chí Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự 8 tỉnh tham gia. Kết thúc tập huấn, các cơ quan đơn vị địa phương, nhà trường tổ chức tập huấn ở cấp mình trước khi bước vào huấn luyện giai đoạn 2 năm 2021 nhằm tạo sự thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang quân khu. Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Võ Văn Thi, Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn và Thủ trưởng các cơ quan quân khu đến kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia phúc tra, đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt, đơn vị vận tải chính quy an toàn, huấn luyện giỏi giai đoạn 2016-2021 và kiểm tra toàn diện tiểu đoàn 24 quân y thuộc Sư đoàn 5. Để phục vụ tốt cho công tác phúc tra kiểm tra năm 2021, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 5 đã chỉ đạo các cơ quan xây dựng đầy đủ các chỉ thị kế hoạch, hướng dẫn của trên, ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, quán triệt đến 100% cán bộ chiến sĩ nêu cao vai trò trách nhiệm, đoàn kết, tổ chức làm tốt mọi công tác chuẩn bị, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ kiểm tra phúc tra. Trong quá trình thực hiện, sư đoàn thường xuyên kiểm tra định kỳ, đôn đốc tiến độ công việc thực hiện, nắm bắt những khó khăn vướng mắc, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong suốt hành trình 22 chặng đua với hơn 2.000 km tại giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, đội quân khu 7 đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng người hâm mộ và giới chuyên môn. Đặc biệt, tay đua trẻ Nguyễn Văn Nhã là cái tên được nhắc đến như đại diện cho ý chí kiên cường, tinh thần không bao giờ bỏ cuộc của người lính. Chạm đỉnh vinh quang chưa bao giờ là dễ dàng. Hành trình đến điểm đích của mỗi vận động viên luôn có mồ hôi, nước mắt và cả máu. Một tay đua của quân khu 7 đã tấn công bước ra và sẽ buộc Phước Minh Hòa phải nỗ lực kéo theo. Lúc này thì khoảng cách của tay đua này đã tạo ra được khá lớn. Hãy chờ xem đó là Nguyễn Văn Nhã hay là Phạm Lê Xuân Lộc. Nếu như đó là chiến thắng của Nguyễn Văn Nhã thì sẽ là một chiến thắng cực kỳ tuyệt vời dành cho cá nhân tay đua này cũng như ekip quân khu 7. Đây là hình ảnh mà vận động viên Nguyễn Văn Nhã đang bứt phá đi ung dung về đích một mình. Chúng ta đã thấy 1 km cuối cùng, vận động viên Nguyễn Văn Nhã của đội quân khu 7 đang có màn solo về đích một mình. Với những guồng chân và tốc độ vẫn được duy trì như thế này thì có thể khẳng định rằng tay đua của quân khu 7 có thể sẽ là người giành chiến thắng của chặng đua ngày hôm nay. Là tay đua không may bị té ngã khá nặng ngay tại đích đến Thanh Hóa, được bác sĩ chẩn đoán bị đa chấn thương phần mềm trên mặt, ban huấn luyện đội quân khu 7 đã cân nhắc cho tay đua này nghỉ giải để chữa trị chấn thương. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, Nguyễn Văn Nhã chủ động xin thi đấu tiếp. Với tinh thần thi đấu đầy nỗ lực và kiên cường, Nguyễn Văn Nhã đã chiến thắng chặng 13. Thành tích của anh đồng thời góp phần đưa quân khu 7 đoạt giải nhất đồng đội chặng. Kỷ niệm ở trận Thanh Hóa, về đích Thanh Hóa bị té ngã. Điều đầu tiên tôi nghĩ là mình sẽ bị chấn thương nặng, không tham gia được những trận còn lại của giải đua. Và đó là một điều không một vận động viên nào muốn gặp phải. Sau khi em nằm trong bệnh viện thì huấn luyện viên tính không cho em thi đấu nữa. Nhưng mà em cố gắng thuyết phục huấn luyện viên để em để lại thi đấu những trận khác còn lại. Em đang mặc cái màu áo của quân khu 7 nữa, nên em phải cố để xứng đáng với đội. Tôi đánh giá đây là một trong những vận động viên có một ý chí rất là tốt. Có thể là thể lực cũng như trình độ chuyên môn không bằng các vận động viên khác. Tuy nhiên,
thì qua một cái những cái sự cố mà tôi đánh giá là nó rất là nặng và có thể ảnh hưởng nhiều đến, nếu mà một vận động viên mà không có ý chí thì có thể là bỏ cuộc ngay, nhưng mà em vẫn tiếp tục xin ban huấn luyện để được tiếp tục thi đấu, để cùng đồng đội đảm bảo những cái chiến thuật thi đấu, đảm bảo cho cái thành tích của tập thể cũng như là của đơn vị. Trở lại tập luyện sau thời gian tham gia giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33. Trên gương mặt vẫn còn dấu tích của tai nạn tại chặng 6. Chàng trai mới 17 tuổi luôn tỏ rõ sự quyết tâm ngay cả trong những buổi huấn luyện thường kỳ. Tuổi đời còn rất trẻ, đầu quân cho đội quân khu 7 chưa lâu, nhưng Nhã đã là một người anh lớn trong mắt đồng đội. Lần đầu tiên em gặp thì với anh Tập rất là mạnh. Lúc đó là em chỉ là em mới vô, em chỉ theo được ảnh thôi chứ không tập bằng ảnh được. Với những giáo án mà huấn luyện viên đưa ra thì anh Tập rất là tốt, lúc nào cũng hoàn thành đầu tiên. Trong sinh hoạt thường ngày thì ảnh cũng rất hòa đồng, vui vẻ với mọi người. Lúc nào ảnh cũng cười hết. Ảnh là có trong đội là biệt danh là Nhã hay cười. Trong thi đấu thì hai anh em cũng giúp đỡ nhau qua lại, hỗ trợ nhau trong đường chạy, đáp ứng với yêu cầu trong đường đua. Đối với em mà ảnh là tuyệt vời. Những gì Nguyễn Trang Nhã cùng đồng đội trình diễn xuất sắc tại giải đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 vừa qua sẽ là khởi đầu thuận lợi để có thêm những chiến thắng ấn tượng tiếp theo, khẳng định bản lĩnh của người chiến sĩ trong mọi hoàn cảnh và vị thế của thể thao quân khu 7 trong các giải đấu chuyên nghiệp. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị tổng kết đề án tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ và đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013-2020. Đại tá Nguyễn Công Anh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Thường trực Ban chỉ đạo 515 Quân khu tới dự. Trong giai đoạn 2013-2020, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tiếp nhận và xử lý 25 bộ hồ sơ với trên 3.600 thông tin hài cốt liệt sĩ trong nước và trên 4.000 thông tin mộ liệt sĩ ở Campuchia, tổ chức quy tập được 62 bộ hài cốt liệt sĩ trong nước, tìm kiếm quy tập 1.835 hài cốt liệt sĩ trên đất Campuchia. Đại tá Nguyễn Công Anh trân trọng ghi nhận, đánh giá cao tình cảm, trách nhiệm, sự chủ động tích cực sáng tạo của Ban chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh, Ban chỉ đạo 24 các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và cơ quan thường trực Ban chỉ đạo các cấp, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian qua. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đề nghị Ban chỉ đạo 515 tỉnh, Ban chỉ đạo 24 các địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ các đơn vị địa phương nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh tổ chức làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh. Với phương châm nhanh, chính xác, hiệu quả, đội ngũ cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an tỉnh đã tích cực khẩn trương hướng dẫn trong thực hiện các quy trình thủ tục làm thẻ căn cước công dân, góp phần bảo đảm thực hiện quyền công dân và chủ trương đơn giản thủ tục hóa hành chính, đồng thời thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Dịp này, tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, các đối tượng ưu tiên trong tuyến đầu chống dịch bao gồm cán bộ y tế, công an, bộ đội đã được tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Để cụ thể hóa chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 Quân khu 7 đã có nhiều mô hình cách làm thiết thực như xây tặng nhà tình nghĩa, mở các lớp xóa mù chữ, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc,
hỗ trợ các cháu học sinh nghèo trong chương trình Nâng Bước Em Đến Trường, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Ông Hoàng Thanh Thao, trưởng thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, dẫn chúng tôi đến thăm các hộ đồng bào dân tộc Tiên sau 5 năm về định cư tại đây. Theo lời chia sẻ của ông, trước đây bà con dân tộc Tiên sống du canh du cư, không có đất sản xuất, trẻ nhỏ không được đi học. Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương, cấp đất ở, đất sản xuất và vận động xây tặng 130 căn nhà tình thương để bà con có nơi ổn định, an cư lạc nghiệp. Đến nay, với sự giúp đỡ hỗ trợ tích cực của đoàn 778, bà con đều có công ăn việc làm, không còn chịu cảnh đói nghèo lạc hậu. Thì được sự quan tâm là coi là của là các cấp chính quyền của đảng, hai nữa là sự nhiệt tình mà vào cuộc mà lớn nhất là của là đoàn 778, là tài trợ là nhà tài trợ chính đó, đã hỗ trợ là có giúp đỡ cho cái khu 119 là từ cái công việc làm cho đến cái nhà cửa cho đến những cái vật nuôi nữa cơ, từ những cái con bò thôi, một nhà như vậy là có một cặp bò đó. Và đồng thời hàng năm là coi là đoàn là coi là nào vận động là quà trung thu, để quà Tết các thứ đó, nói thậm chí là coi đi trồng rau cho các hộ ấy. Đó là coi là đoàn là tổ chức như vậy đó. Ngôi trường tiểu học Trương Định khang trang, bề thế nằm trên ngọn đồi cao ở thôn Đắc U, xã Đắc Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, là niềm mơ ước bấy lâu của thầy trò nơi vùng biên này. Được thành lập vào năm 2010, nhưng nhà trường phải mượn tạm trụ sở liên ngành của xã để giảng dạy. Từ sự hỗ trợ quỹ đất 1 hectare của đoàn 778, Ủy ban Nhân dân huyện đã đầu tư xây dựng ngôi trường khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu học tập tốt hơn. Hàng năm, đoàn 778 đều phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và các mạnh thường quân tổ chức nhiều hoạt động vui tươi ý nghĩa cho các cháu học sinh như tặng quà trung thu, Tết thiếu nhi, trao học bổng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học. Trong thời gian qua là từ khi thành lập đến giờ, đóng chân trên địa bàn khu vực gần đoàn kinh tế quốc phòng 778 thì được sự hỗ trợ quan tâm rất nhiều của lãnh đạo đoàn kinh tế quốc phòng 778, trong đó có cái chương trình Nâng Bước Em Đến Trường. Thì thời gian qua đoàn 778 đã hỗ trợ cho trường tiểu học Trương Định 3 học sinh là nuôi xuyên suốt một tháng, là hỗ trợ 300.000 đồng để giúp cho các em có cơ hội vươn lên thoát nghèo và có cơ hội tham gia học tập. Thì nhà trường xin chân thành cảm ơn sự quan tâm rất là nhiệt tình cũng như sâu sát của lãnh đạo đoàn kinh tế quốc phòng 778, đồng thời các đơn vị kết nối của đoàn kinh tế quốc phòng 78 đã giúp cho nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021. Đóng quân ở vùng biên giới, nơi cuộc sống của bà con còn nhiều khó khăn, cán bộ chiến sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 778 vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh, vừa làm nòng cốt hỗ trợ cho nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Cán bộ chiến sĩ đoàn 778 đã thực hiện cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào để hỗ trợ bà con thay đổi thói quen, tập trung phát triển kinh tế, gia đình, xóa đói giảm nghèo. Đặc thù của người đồng bào dân tộc Sử Tiên là lao động du canh du cư, và cái khả năng trong cái lao động sản xuất, đặc biệt là tiếp thu các cái khoa học kỹ thuật rất là hạn chế. Do vậy, trong những năm qua thì đoàn đã cùng phối hợp với địa phương, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động bà con thực hiện trong nội dung đó. Thứ hai nữa là đan xen trong các tiến hành tổ chức các hoạt động giữa người Kinh và người đồng bào, từ đó để đồng bào dân tộc có những cái tiếp thu về khoa học kỹ thuật, tiếp nhận những tiến bộ trong cái lao động sản xuất. Đây là một trong những cái điểm mấu chốt để mà người đồng bào dân tộc thiểu số trong những năm qua cái chất lượng lao động sản xuất đã có những cái nó tốt hơn. Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 778 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3, được Quân khu và Bộ Quốc phòng tuyên dương điển hình tiên tiến về xây dựng đơn vị dân vận tốt trong Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân giai đoạn 2015-2020.
các mô hình cách làm sáng tạo hiệu quả trong xây dựng thế trận lòng dân của đoàn đã củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng, nhà nước, thêm yêu mến bộ đội Cụ Hồ, sát cánh cùng các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, xây dựng cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững mạnh. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình quân khu 7 kỳ này đến đây là kết thúc. Quý vị và các đồng chí có thể xem chương trình tại địa chỉ website www.báoquânkhu7.vn. Xin chào và hẹn gặp lại.